Ơi, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, xin chào cả nhà. Hôm nay á thì cũng bây giờ cũng đang chiều chiều rồi, cả nhà không biết làm gì, cũng không biết ăn gì nên thôi nói con mình nó đi mua thịt nạc xay, rồi đi mua bún rau sống dưa leo rồi cả nhà. Giờ bây giờ á mình mua cà rốt với khoai môn về để mình cuốn mấy chục cái chả giò về, để mình mấy chục cái chả giò để mình chiên lên á, mình ăn với bún cả nhà. Rồi cái đồng thời là mình cũng có một cái dĩ chả mực của chú hàng xóm cho này cả nhà, cái mình lấy ra mình chiên mình ăn kèm luôn. Thì bây giờ hai mẹ con mình đang quấn chả giò này cả nhà ơi. À, quấn cũng sắp xong rồi, con bảo về tới thôi. Ủa mày làm gì mẹ? Nói giờ không biết làm gì, thôi buồn quá làm quấn chả giò ăn đi. Rồi cái nó không vậy thôi, mẹ để con quay cái clip lên đi. Chia sẻ. Rồi. Mình quấn hai lá nha cả nhà, tại vì cái chả giò cái này lá nem này nó mỏng quá nên mình phải quấn hai lá. Mình cho nó dày dày lên chút. Này bữa trước quấn một lá đó cả nhà, tới hồi cái chút cái nó thấm ướt lắm bà nhà, chiên nó không được ngon. Rồi đây mình quấn được lá rồi cả nhà thấy không đó. Nãy giờ hai mẹ con làm được nhiêu đây rồi nè cả nhà. Bảo nó không có nhà chứ phải có nhà là mình chia sẻ thuốc đầu rồi cả nhà ơi. Rồi thì cả nhà ơi, thì chả giò nãy giờ hai mẹ con mình quấn xong hết rồi cả nhà. Giờ cái mình bắt đầu mình chiên nè cả nhà. Đó bây giờ mình chiên đó, vô chảo chiên nè cả nhà thấy không đó, nó hơi vàng 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 lên, nó giòn, nhìn nó giòn ngon lắm cả nhà. Tại vì mình quấn hai lớp đó cả nhà cho nên cái vỏ nó khô, nó không có mềm. Còn nếu mà mình quấn một lớp đó cả nhà, cái lạ hả, nó bị ướt ướt cái vỏ, cái là nó sẽ không được giòn cả nhà ơi. Đó cả nhà thấy mình làm ngon không đó, chỉ cần chút xíu nữa là xong là có ăn rồi, cả nhà làm món này nhanh lắm. Rồi thì cả nhà ơi, thì hôm nay là mình có chả mực nữa nha cả nhà. Đây là chả mực nè, nãy mình xong chiên xong chả giò rồi thì bây giờ mình chiên chả mực để chút mình ăn kèm với bún á cả nhà. Chiều nay mình sẽ ăn bún với chả mực với chả giò. Đó ngon không cả nhà? Đó ngon chưa? Đó, chả cái này mực chiên lên nó thơm. Có một chả mực là ngon lắm. Hay là chả giò đó, chả giò mình chiên xong rồi nè cả nhà đó. Cả nhà thấy ngon không? Quá ngon ha cả nhà ha. Xin chào cả nhà. Đó thì hôm nay là cái món đơn giản của mẹ mình chuyên hân làm ở cả nhà, bún chả chả giò chiên, chả giò, chả mực nữa. Hai món đều chả. Thì hôm nay là nó rất món ăn thì đơn giản mà dễ làm, nhưng mà nếu mà mình kết hợp được với bún với rau với nước mắm thì nói chung một món ăn cũng rất là tuyệt vời đó cả nhà. Đó thì đó cả nhà thấy không?
Nhưng mà cả nhà biết sao, những món này á, là ở nhà mình có hết tự nhiên. Cưa cái mình nằm, cái mình suy nghĩ, cái mình nói thôi giờ mình có sẵn ở trong nhà, cái gì thì mình làm đó, cái mình lấy ra mình làm luôn. Đúng rồi. Có, cũng thành em làm bữa ăn. Em làm món này là nhớ ai biết không? Nhớ ai? Nhớ Bảo Ngọc. Nhớ cái kỳ bên đó em làm món này nè. Không ăn đi con mời ông bà. Đúng rồi. Món này rồi. À, vậy ông bà cô chú mới khen luôn được. À, hôm nay mọi người ơi, hôm nay mình gia đình mình ăn cái bữa ăn cũng đơn giản thôi. Cái này nó cũng có đầy đủ đồ ở trong nhà, thì sẵn dịp hôm nay thì bà xã mình nhớ lại cái món này nên bà xã mình mới làm cái món này để cho chồng và hai đứa con mình ăn. Nhưng mà ăn cái món này thì mình cũng nhớ lại những cái ngày mà ở bên Mỹ với Bảo Ngọc của mọi người. Đó. À, bà xã mình cũng có làm cái món chả giò này nè, bên Mỹ người ta thích lắm cái món này nè. Làm rất là nhiều đem xuống dưới nhà của chú Bảo Ngọc á em. Chú Bảo Ngọc ở trong một cái bữa tiệc hôm đấy thì nói chung riêng người Mỹ nhiều, người Việt mình chỉ có mấy người à. Người Việt thì có ba người, gia đình mình có ba người à. Mà mấy người Mỹ họ không ăn cái đồ người ta mà họ ăn cái đồ này không. Họ cái sàn tới sàn lui cái chồng hết trơn hả em? À hết trơn. Ở ngoài thì họ thích cái đó. À, chú Thím Bảo Ngọc nói trời đó ơi. Ăn nó giòn ngon mà giòn mà cả già biết xong bánh tráng cuốn bình bảnh á là cái miếng bánh tráng nó dày lắm nên mình cuốn nên mình chiên lên nó giòn lắm, ngon lắm cả nhà. Rồi thì mình xin mời cả nhà cùng ăn bữa tối cùng với gia đình mình. Rồi cả nhà cũng mời ba. Okay. Xin mời đại gia đình nha, mời ba mẹ. Rồi ok. Coi có chưa có cái gì ăn thì xin mời mọi người cùng dùng chung với gia đình mình nha. Nè ba Quy này mẹ hỏi nè, ba Quy ăn nãy giờ có thấy ngon không con? Anh thấy rồi nội làm ngon, ba Quy ăn hai. Ba Quy ăn cuốn rồi đó cả nhà. Ngon không? Cảm ơn. Kệ nó, kệ nó đi, kệ nó đi. Dạ, mời chả giò. Để anh trộn lên cho. Cảm ơn mọi người. Người chả giò. Anh trộn lên coi vừa ăn chưa, không chưa thì cho vô miếng nước mắm nữa. Ngon quá. Không có quen ngay cái bắt đầu ngồi lên một xíu là giờ nó ngồi anh người không. Giờ ghế nó hết chịu ngồi rồi. Ngày mà vợ chồng mình tính rồi sau này qua Mỹ mà không làm gì cái bà xã mình làm cái món chả giò này bán được. Làm món chả giò cái mình đăng lên ai order là ai order cái mình đem tới. Mẹ ơi, hai vợ chồng mình sống được rồi. Người ta order 10 cái mẹ đem lỗ tiền xăng. Rồi xin mời đại gia đình nha. Ừ. Rất là ngon. Mắm ngon, con nước mắm ngon. Không. Anh vừa chưa ngon, trộn lên. Trộn lên. Trộn lên. Nút. Mới biết chứ. Nước mắm nó lỏng chứ. Hút vô cái nó hơi ấy vô tới cổ họng nó hơi bị sặc. Nhưng mà ngon. Không? Tại tại hút sâu quá. Dạ. Xin mời cả nhà. Trời kìa. Có anh hai là bị anh hai la rồi đó. Rồi, rất là ngon buổi chiều. Buổi chiều mình ăn uống như vậy đó cả nhà thì nó cũng nhẹ, đồ ăn cũng nhẹ dễ tiêu. Định nói gì á? Định nó nhẹ bụng tối ngủ mà. Thôi. Thôi nghỉ đi nghe. Cáo cáo quá. Ngon, thử giờ ngon. Đây, đây ba ẩm cho mẹ. Ba ly cũng đu ba nó lắm mà cả nhà. Ba đâu? Ngăn hết hôm nay mẹ làm. Ba đâu? Vừa ăn với bà nội mà, bà nội đâu? Cả nhà biết sao không? Ông nội đâu? Hôm trước á, mình làm chả giò thì mẹ đâu? Mẹ đâu? Vô ba đâu? Hạt nghiêm á cả nhà. Ba đâu? Làm lần nào thì mặn. Ba Ly đâu? Nên con đâu? Con đâu? Nữa, con chỉ con đâu? Ba Ly đâu? Ly đâu? Bột ngọt. À, mình cho vô nó bột ngọt. Nhà Ngân có hai đứa lộn gì đó cả nhà. Bột ngọt với cái nem mà không có cho nêm hoặc nêm bữa hổm mình cho vô mặn quá. Làm lần nào cũng bị mặn á. Hôm nay là vừa ăn hết con ha. Ngon. Ngon. Ừ. Làm giống như vậy nè thì mình còn chấm được. Còn mấy bữa trước mới làm. Không báo em, không ăn hả? Không chấm gì được hết. Hồi xưa giờ mình ăn thường phải là thấy là ăn bún thịt, bún là phải bún thịt nướng rồi phải có một cái chả giò thôi. Nhưng hôm nay là biến tấu nó ra thành bún chả giò, chả đó mực nữa. Nhiều rồi còn có chả mực nữa. Chả mực nữa. Nhưng mà nó cũng rất là ngon. Chả cả nhà biết không, chả mực này cũng quý lắm. Chả mực này mình được tặng nè cả nhà ơi, chứ còn tự nhiên nó đi mua thì mình cũng không biết chả mực bán ở chỗ nào nữa nên hồi đó giờ mình chưa mua chả mực. Mà chả mực thì ăn rất ngon ha. Rất ngon. Ừ. Chả mực này của một người em hàng xóm ở Hải Phòng này vô tặng cho mình rồi mọi người. Rất là ngon. Mình rất là trân trọng. Nói chung quy mà cái gì cũng vậy.
người ta tặng cho mình cái gì mình cũng nhớ hoài, ăn rất là ngon, rất là ok, mình nhớ hoài luôn. Để cho xuống đi, xuống đi, dọc đi. Ngon quá. Nay nước mắm cũng vừa, chả giò cũng vừa. Hôm nay tính là nguyên liệu ở nhà, hầu hết là nguyên liệu ở nhà nên có không? Đồ không tủ lạnh cả nhà. Chưa có mình phải không có mình sẵn sợ ra, mình coi cái gì còn gì hết để mình lấy ra mình ăn, chứ để lâu tủ lạnh cũng ngon. Thấy còn dĩ chả mệt với thịt xay rồi nè. Ở nhà thì mình có cái bánh tráng cuốn sẵn, cái nó ngăn là hai mẹ con mình làm xiên làm món này. Lý là nói xin lỗi mọi người, chứ Lý là hồi đó là mình ở bên Mỹ, bên Ngọc cũng lâu lắm à. Nhưng mà từ ngày mà bà xã mình làm muốn chả giò, mấy người Mỹ khen quá, thôi mình dẫn bà xã mình về đó. Nói không thì không nói, ở lại không bắt cóc à, mấy ông Mỹ không bắt cóc à. Mấy ông nó mắc cười. Nó mắc cười lắm. Kêu Ngọc nó mắc cười. Trời ơi mẹ mày làm chả giò ngon quá. Nói thì ngon quá. Dạ. Mắc cười, vui. Còn mười người khen đủ mười ha em. Mà người Mỹ người ta thiệt tình lắm. Người ta ăn cái nồi ngon là họ thấy được một cái à. Dạ. Nên cái món lạ của người ta á. Ừ. Không, mà thường á, người ta lịch sự người ta vẫn khen, nhưng mà người ta sẽ không ăn nếu mà không ngon. Dạ. Còn nếu mà ngon là đúng là người ta đúng ăn hoài luôn. Ăn hết luôn, nhanh lắm. Luôn, nhanh lắm. Dạ. Giống như con thấy cô Mèo á, mỗi lần tới nhà mình mẹ thấy không? Đúng là món ăn ngon nha, cả nhà là cô ăn ngon lắm. Còn hôm nào mà cái món ăn của cô không hợp khẩu vị, cô vẫn cảm ơn, nhưng cũng không khen ngon nữa. Ngoài có bụng ngon, ăn say mê nhường cho mọi người nói. Ở nhà coi bữa nay mình quấn hai lá luôn cả nhà, nên nhìn cái cuốn nó bự mà nó ngon á, cũng giòn ha, ngon bị bể mà nó có nhiều cái gì đó cái miếng mì cho con nó, cho nên là nó giòn đó. Lên anh em đưa cho ai đây? Lại đưa cho mẹ đi, mẹ đưa cho mẹ đi. Đưa cho mẹ đi, giỏi. Cảm ơn. Trời ơi. Bể đi. Mọi người biết sao không? Mình có cái tật đó là mình, nói chung khi mình vô trong cái video mình cũng ít nói chuyện lắm. Ít nói lắm nhưng mà lần lần đó bao giờ nó quen em ha. Lần lần nó quen nó cũng dạng nghĩ trong video lần lần chứ mình ít nói lắm. Mới vô bắt cỡ luôn. Cái đề vô mắc cỡ. Không dám cho thấy mặt luôn. Đó. Cười lắm. Ba lần lần là không biết chừng nào chắc con là con đóng kênh luôn rồi ba mới quen. Đóng kênh mới quen. Cả năm. Hai năm rồi. Rồi giờ ba mới lần lần quen. Mới lại do cái tính nữa. Chứ ở nhà cái tính đúng rồi. Cũng trầm tính vậy cả nhà. Chứ ba mình ở cả nhà mình mới ra ba mình ra đường là miệng lưỡi rất là nói năng cũng dữ lắm. Lưu đó. Rất là nhanh lẹ cả nhà. Từ khi mà đi nghỉ hưu tới giờ là ở nhà rồi còn nào hình như cái tính nó thay đổi một tí xíu, trầm tính lại. Ô mẹ thấy rồi, 1 phút 30 giây sạch tô luôn cái này. Sạch tô luôn, quá ngon, quá ngon. Đừng phá của ba chứ. Bữa nhà mình ăn đi ăn chả ghẹ cái gì à, bánh canh ghẹ cả nhà. Ăn xong uống với sâm mía đao tự mình thấy ngon. Hôm nay mới nhớ sực nhà mình cũng còn thùng sâm mía đao này là của hàng xóm yếu hôm tất niên đó. Giờ lấy đâu uống ăn cũng thấy ngon anh hả? Mấy ngày Tết mất đi sao mà bây giờ vòng. Ở nhà có gì đâu á anh ở nhà. Bia. Bữa nay mấy bia đi ra đường là mua là thùng. Ở nhà còn mấy thùng cũng còn. Bình thường nhà mình có khách rồi mình mới uống bia. Chứ còn mà không thì cũng để im đó luôn. Mà có khách là lần mua lần 3-4 thùng không. Ủa khách là cũng dữ lắm cả nhà. Dữ. Cho ba đi. Cho ba anh đi. Ủa cho ba hả? Không mắm. Không hả? Ngon quá. Ngon ha. Ngon, ngon. Rất ngon mẹ. Chả mực ngon thiệt. Chả mực cũng dai, ngon. Chả mực là chính gốc Hạ Long luôn cả nhà. Chính gốc luôn.
còn trong đây là ở đâu bán không biết không? Có nhiều chỗ chứ, nhiều chỗ lắm. Nhưng mà mình chưa ăn thử thì mình không có biết so sánh là nó giống hay không. Mà mốt á mình lâu lâu mình bữa nào đi Long Hải ra thử kiếm. Mua mình ít hộp về để dành trong nhà vậy. Rồi. Thì đại gia đình mình ơi, coi như là cái bữa ăn chiều hôm nay món ăn đơn giản với món chả giò của mẹ bà Ngân làm và cộng thêm bún và chả mực. Rất là hấp dẫn cả nhà. Nếu như cả nhà mình mà cô chú anh chị mà có ngán ăn cơm hay ăn bún ăn phở gì mình ăn thịt mình có thể mình bà cảm ơn nha. Bà cảm ơn Ly nha. Mua chả mực về chiên làm bún dạng ngon cả nhà. Chả mực hoặc là chả giò cũng ngon, chả giò cũng rất là hợp cả nhà. Thì chúc cả nhà có một cái buổi ăn thật là ngon miệng với gia đình mình nha cả nhà ơi. Thì xin kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương video của gia đình mình. Xin chào, xin hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Mi gió này, mi gió coi Ly mi gió nè. Không nè, không mi gió. Bữa nay mi gió rồi. Đó. Rồi con mi gió với cô chú cái nữa đi. Con chỉ cho ba coi ông nội đâu. Ông nội đâu? Ông nội kìa. Ba đâu? Thôi ba đâu đi. Cái gì vậy? Ba đó. Ông nội đâu? Ông nội đâu? Trời đất ơi. Ba gài.